Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình rất là nổi tiếng. Đây là Trek Alpha 8.5. Một dòng địa hình cao cấp nhất của Trek về tại cửa hàng em. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và nước sơn của xe là màu đỏ đen các bác nhé. Thường thì màu đỏ đen là màu bán chạy nhất tại cửa hàng em. Em đánh giá hình thức chiếc xe trên 90%. Check Alpha 8.5 các bác nhé. Đây là một mẫu check địa hình gần như là cao cấp nhất về tại cửa hàng em rồi. Series 8.5. Các bác có thể lên Google để search về chiếc xe này, chiếc Alpha 8.5 của Mỹ các bác nhé. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Bác nào đã tìm hiểu qua về xe thì cũng biết hãng Trek là một hãng gần như là nổi tiếng nhất về xe đạp hiện nay. Trek và Petrolite là của Mỹ. Màu sơn đỏ đấy em. Vâng, và đi kèm theo Trek thì là toàn bộ phụ tùng của Bontrager. Đây là một hãng làm độc quyền của Trek của Mỹ rồi. Đây lốp Bontrager. Vâng. Đây là một hãng làm phụ tùng xe đạp của Trek các bác nhé. Các bác có thể lên Google để search thêm và tìm hiểu thêm. Khung nhôm kim nhôm. Và chiếc xe cao cấp này được trang bị dây âm sườn. Dây âm sườn. Yên và cọc yên đều nguyên bản của Bontrager. Hình thức yên đây. Bê đan bạc tạ. Trek Alpha series 8.5 các bác nhé. Đùi đĩa trục rỗng. Vâng. Đây là lốp sau. À, lốp trước của xe đây. Của Bontrager, vành nguyên cặp của Bontrager luôn. Mayo Shimano của Nhật. Sóc hơi dốc sốc các bác nhé, của Mỹ. Đây sóc hơi đây, em tháo hơi cho các bác xem. Vâng, sóc hơi các bác nhé. Đây chỗ bơm hơi đây. Cổ phốt của Bontrager nguyên bản theo xe. Ghi đông đếch cũng của Mỹ các bác nhé. Vâng. Xe được sử dụng tay bấm xả của Shimano Deore. Bên này bên bấm lip 10 tầng. Bên đĩa của Deore 3 tầng cho xe 30 tốc độ. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng. Và đây là hình thức lốp của xe. Còn khá là mới đây. Đây những vết bẩn thôi. Và xe có thông số là 26 x 2,20. Vâng, đây là lốp 26. Đùi đĩa DOG 2 tầng, đùi đĩa trục rỗng. Gạt đĩa của Shimano Deore. Vâng.
củ đề cao cấp hơn DOD XT, cao hơn DOD một bậc, phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng, bây giờ sẽ đo sai đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao sai đứng là 44 đến 45. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Vâng, và xe sử dụng được trang bị 10 tầng lip và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Bây giờ sẽ đi vào chuyển động của xe. Vâng, lên lip. Sử dụng nguyên bộ group của DOD và củ đề DOD XT. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Vâng. Mayer của Shimano. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng của DOD. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt đây. Xe quay rất bòn. Hình thức xe trên 90%, hiệu của Trek. Trek Alpha 8.5. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Trek rồi. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Trek Alpha 8.5. Chiếc xe địa hình sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano DOD, củ đề DOD XT sóc hơi. Vâng, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp mức giá 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe, và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn chiếc chuông để hiện những thông báo mới nhất về những xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.